Giá cao tươi tại Việt Nam đạt mức kỷ lục, phần lớn là do nhu cầu thu mua lớn từ Trung Quốc. Việt Nam là một trong những nơi cung cấp cao tươi cho Trung Quốc, nhưng Trung Quốc trồng cao cũng rất nhiều. Vậy Trung Quốc mua cao để làm gì? Tại sao cao Việt Nam lại được săn đón như vậy? Hiện tại giá cao tươi ở nhiều địa phương Việt Nam đang tăng cao kỷ lục. Theo đó, tại các tỉnh như Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Tây Ninh, Tiền Giang, Kiên Giang, giá cao dao động từ 80 đến 85 nghìn đồng trên 1 kg. Riêng khu vực phía Bắc như Bắc Ninh, Nam Định, giá cao thậm chí có thể lên tới 90 nghìn đồng trên 1 kg do nguồn cung hạn chế. Các thương lái tiếp tục thu mua cao cho biết nguyên nhân giá cao tăng và duy trì ở mức cao trong nhiều tháng là do Trung Quốc đang thiếu nguồn cung, dẫn đến việc tăng cường nhập khẩu cao từ Việt Nam. Thị trường cao Trung Quốc khủng hoảng và nhu cầu. Để hiểu vì sao Trung Quốc tăng cường mua cao từ Việt Nam, trước hết chúng ta cần hiểu rõ về tình hình thị trường cao tại nước này. Vạn Ninh, một huyện thuộc tỉnh Hải Nam, đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp cao tươi cho Trung Quốc. Hải Nam sản xuất tới 90% sản lượng cao tươi của cả nước, trong đó huyện Vạn Ninh chiếm một nửa. Tuy nhiên, từ năm 1980, cây cao ở đây đã phải đối mặt với dịch bệnh vàng lá, một loại bệnh gây thiệt hại lớn cho sản lượng cao. Đến tháng 6 năm 2024, 80% cây cao tại Vạn Ninh đã bị nhiễm bệnh vàng lá, khiến sản lượng cao tụt giảm mạnh. Từ 220.000 tấn cao tươi vào năm 2014, sản lượng đã giảm xuống còn 40.000 tấn vào năm 2024. Bệnh vàng lá không có thuốc chữa và sau hơn 40 năm nỗ lực, các nhà khoa học và nông dân Trung Quốc vẫn chưa tìm ra cách phòng ngừa hiệu quả. Điều này đã khiến Trung Quốc phải tăng cường nhập khẩu cao từ các quốc gia khác, trong đó Việt Nam là một nguồn cung quan trọng. Cao non Việt Nam, nguyên liệu để làm kẹo cao Trung Quốc. Một lý do chính khiến Trung Quốc mua nhiều cao Việt Nam để phục vụ cho sản xuất kẹo cao, một món ăn truyền thống được ưa chuộng. Cao non khi chưa được hình thành hạt hoặc chỉ có hạt rất nhỏ là loại cao được thương lái Trung Quốc săn đón. Sau khi thu mua cao non, họ sẽ luộc cao với nước sôi, sấy khô và chế biến thành kẹo. Kẹo cao Trung Quốc có vị ngọt nhẹ, cay the như kẹo gừng và rất được ưa chuộng vào mùa đông vì khả năng giữ ấm cơ thể, chống viêm họng. Loại kẹo này không chỉ được bày bán trong nước mà còn được quảng bá mạnh mẽ trên các nền tảng thương mại điện tử, khiến nhu cầu ngày càng tăng. Ngoài ra, trong chuỗi ngành công nghiệp trồng cao, Trung Quốc chia rõ vai trò giữa hai khu vực. Hải Nam đảm nhận việc sản xuất nguyên liệu thô, trong khi Hồ Nam đảm nhiệm cao khâu chế biến sâu, tạo giá trị lớn từ sản phẩm như kẹo cao. Sự khan hiếm cao tươi tại Hải Nam kết hợp với nhu cầu cao đối với các sản phẩm chế biến thúc đẩy Trung Quốc tăng cường nhập khẩu từ Việt Nam. Với nhu cầu lớn từ Trung Quốc, giá cao tại Việt Nam đã tăng vọt trong năm 2024. Tại các tỉnh miền Trung như Quảng Ngãi, Bình Định, giá cao đã chạm mức 45.000 đồng trên 1 kg, gấp 10 lần so với các năm trước. Điều này mang lại nguồn thu nhập lớn cho nông dân, đặc biệt là ở những vùng trồng cao lâu năm. Những mùa cao xanh tươi đầy đặn tại các khu vườn trở thành hàng nóng trên thị trường. Thương lái Trung Quốc không ngừng thu mua cao tươi từ các tỉnh thành của Việt Nam, tạo ra một làn sóng thu hoạch và giao dịch sôi động. Tuy nhiên, sự phụ thuộc quá lớn vào thị trường Trung Quốc cũng khiến nông dân lo ngại về tương lai. Nếu nhu cầu từ Trung Quốc giảm sút hoặc thị trường có biến động, giá cao có thể rời tự do, gây thiệt hại nặng nề. Bên cạnh đó, tại Trung Quốc, cao là nguyên liệu để chế biến nhiều món ăn khác nhau. Người dân tỉnh Hồ Nam Trung Quốc thường xào thịt vịt với cao khô để tăng hương vị cho món ăn. Người dân ở tỉnh Giang Tây Trung Quốc thường hầm cao khô cùng chim cút hoặc nấu cháo để bồi bổ cơ thể, cải thiện tiêu hóa. Theo thống kê vào năm 2020, được đăng tải trên trang tin The Paper của Trung Quốc, doanh số bán các mặt hàng liên quan đến cao tăng với tốc độ 20% mỗi năm. Triển vọng thị trường cao Việt Nam, nắm bắt cơ hội và đối phó với rủi ro. Mặc dù giá cao đang ở mức cao kỷ lục, nhưng sự phụ thuộc vào Trung Quốc đặt ra những thách thức lớn cho ngành nông nghiệp Việt Nam. Việc quản lý chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu sẽ là yếu tố quyết định cho sự bền vững của ngành hàng cao. Người trồng cao Việt Nam không chỉ cần nắm bắt cơ hội từ thị trường Trung Quốc mà còn phải đề phòng những rủi ro tiềm ẩn. Việc mở rộng hợp tác với các quốc gia khác cũng như phát triển thêm các sản phẩm chế biến từ cao sẽ là hướng đi cần thiết để duy trì ổn định và tăng trưởng trong tương lai. Trung Quốc mua cao Việt Nam không chỉ vì nhu cầu tiêu thụ nội địa mà còn để đáp ứng ngành công nghiệp chế biến kẹo cao đang phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội lớn về kinh tế, người nông dân cũng cần phải cảnh giác với những biến động tiềm ẩn của thị trường. Miếng cao Việt Nam, từ mâm cỗ thờ cúng đến các xưởng sản xuất kẹo ở Trung Quốc, đã trở thành một sản phẩm nông sản có giá trị, nhưng cũng đòi hỏi sự nhạy bén trong việc nắm bắt xu thế và đối phó với rủi ro.